một thông tin tích cực. Ông Đoàn Ngọc Hải cho biết đã xây xong ngôi nhà mới 4 tầng trị giá hơn 6 tỷ đồng tại thành phố Hồ Chí Minh và cho biết có nguyện vọng đón 18 phụ nữ mù vô gia cư vào ở lâu dài. Ngôi nhà này có địa chỉ tại số 12E1M đường DN41, khu dân cư An Sương, khu phố 3, phường Tân Hưng Thuận, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, gồm có 4 tầng, một trệt, một lửng, hai lầu, được ông Đoàn Ngọc Hải xây dựng mới hoàn toàn trong năm 2020 và hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2021. Hiện ngôi nhà này đã hoàn thiện hệ thống điện nước, ánh sáng, quạt gió đầy đủ, đã bố trí 20 giường ngủ. Nhà có không gian bếp, phòng khách sinh hoạt chung, mỗi tầng đều bố trí phòng tắm vệ sinh. Ông Hải cho biết toàn bộ không gian ngôi nhà có thể làm nơi ở cho 20 phụ nữ vô gia cư, trong đó 18 phụ nữ mù vô gia cư, hai phụ nữ sáng mắt có sức khỏe nhưng không có nơi ở vào để có thể phụ giúp chăm sóc 18 phụ nữ mù. Theo chia sẻ của ông Hải, tất cả 20 người này đều được ở miễn phí hoàn toàn lâu dài, được hỗ trợ cơm nước mỗi ngày. Vâng, trước mắt thì về suất uh, ăn uh, thì đã có một người ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đã hứa giúp. Còn uh, về lâu dài thì uh... Ông Hải cùng với một số người bạn là những nhà hảo tâm sẽ kiếm công việc phù hợp để giúp các chị em khiếm thị ở trong nhà có thể tự làm, tự lo cho cuộc sống của mình. Và chi phí mua đất xây ngôi nhà này thì từ số tiền ông Đoàn Ngọc Hải bán đồng hồ điện thoại trước đó ông đã sở hữu cho một doanh nhân ở tỉnh Quảng Ninh với mục đích là để xây một ngôi nhà cho người phụ nữ mù vô gia cư như đã vừa chia sẻ. À, ông Hải thì cũng từng có thời gian công tác ở ủy ban nhân dân quận 1 và khi được điều chuyển công tác sang một doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố Hồ Chí Minh thì ông xin nghỉ việc. Sau đó ông dành phần lớn thời gian của mình lái xe cứu thương của cá nhân chuyên chở bệnh nhân khó khăn, hài cốt liệt sĩ, chở sữa và quà tặng cho học sinh ở nhiều vùng miền trên cả nước.